Hiện tại giờ này là gần 6 giờ chiều trên điện Bồ Hồng, đi khắp quê hương, kết thúc cuộc hành trình đi bộ của mình từ dưới lên tới tới điện Bồ Hồng là 6 giờ chiều. Giờ đi khắp quê hương sẽ quay về dưới chút xíu nữa để kiếm nhà trọ thì tối lên cúng sao. Hiện tại thì 6 giờ chiều mọi người lên đây cúng rất là đông luôn. Giờ hai anh em mình đang đảo lại để đi kiếm nhà trọ. Nghỉ ngơi tắm rửa rồi sạc các thiết bị thì sẽ lên cúng sao. Giờ này mọi người còn lên. Ủa, rồi à. Đâu? Nhà trọ của anh trai quảng cáo đây phải không ta? Dạ. Phải không? Anh trai mới nói quảng cáo nhà trọ đâu vậy? Đâu rồi, dịch vụ massage, giờ quảng cáo dịch vụ massage miễn phí trước đi mới vô ngủ. Không có, không có, không có. Massage, điện thoại số gọi đó anh trai. Massage miễn phí luôn, có cho tiền cho không, cho tiền thôi, thiệt bảo đảm. Nói giảm cho anh coi phòng đi, giá phòng nhiêu vậy? Hai người phòng, à? Phòng hai người, cho anh coi phòng với cho anh biết giá phòng đi. Rồi vậy xuống đó đi. Không, phòng nhà tắm chứ, chỉ cho, chỉ phòng nhà tắm với anh trai. Mới nãy quảng cáo 100.000 giờ 150.000 rồi. Hết phòng luôn hả? Dạ, nó lên trên nữa. Lên trên còn phòng riêng giống vậy không? Dạ, còn phòng riêng nhưng mà được quảng cáo phòng khác nè. Wow, ở đây có đường trong ha. Phòng này giống lắm rồi. Vô trước đi hên. Vô mở đèn cho ta mang dép nè, miễn cỏi anh. Sạch sẽ không? Gọn gàng sạch sẽ không? Review quá đi. Ok không? Vậy giá phòng nhiêu em trai? Phòng này mấy anh cho đã nó phòng cũng phòng cho 150. 150 ha. Dạ. Còn phòng dưới kia là 100.000, dưới hầm mới là 100.000. Nhỏ phòng này hả? Dạ. À, phòng này nếu mà ở chắc cũng cỡ được 4-5 người vậy. Không, cái này nó là mười mấy người luôn á. Mười mấy, 16 người, 17 người. Ta dồn vô bình thường, có ngủ nhiêu đâu. À. Giờ cho anh cái phòng nào mà không có cái con cắt kè đó đi. Thôi nó lại nó hết rồi rồi không nha. Nhìn nó thấy ghê quá vậy. Chưa là bòn ra không nhưng mà. Phòng cái bên đây được không? Dạ, được rồi. Phòng đó cũng được cái gì. Bên đây được không? Mở bên đây thử coi, không có bên nào được. Quá không ổn. Đây luôn. Bên nào cũng được. Đây cũng được. Không bỏ trên đó bình thường. Được vòng bên đây ha Hình. Dạ, bên đây. Nè. Tại phòng này đi nó còn. Có hai hàng đực gỡ bớt không anh trai? Dạ, đây em này mà cái em không dám quan tại trên đây cái gì nó mất hơn dữ vậy. Rồi. Cái gì hỏng à? Mất hơn gì hỏng. Rồi ok. Rồi. Đây là quan cảnh phòng 150 của nhà trọ chỗ hai anh em mình mướn. Thì cái phòng rất là rộng luôn. Có thể ngủ được 5 tới 10 người luôn á. Chỉ có cái bên là cái phòng tắm, nhà vệ sinh. Cái phòng thì thiết kế nhỏ nhưng mà cái chỗ ngủ thì thiết kế rộng để cho ngủ tập thể được nhiều. Ở phía trên vách thì có một chút xíu bong chóc nước sơn. Nhưng mà không sao. Thì hai anh em tối đêm nay sẽ ngủ ở nhà trọ này, với cái phòng trọ này là 150 một đêm. Đây là nhà tắm, nhà vệ sinh của phòng hai anh em mình mướn.
Giờ hai nay mình đi ra ngoài kiếm gì ăn. Đói quá đói à. Nhà trọ Phượng Hồng. Số điện thoại cũng là số wifi luôn. Đi khắp quê hương thấy một điều là cô chú ở trọ trên điện bộ hông rất nhiều luôn, để tối tiện để đi cúng đó. Ăn uống gì ăn bên trai? Có ăn uống gì có, cơm mì hủ tiếu chay mặn đều có. Không có anh xèo, có anh xèo thì lên trên. Có anh xèo cho quay hẳn luôn thằng này luôn. Rồi. Đó, hai anh em mình đi ăn bánh xèo. Giờ này là mấy giờ rồi ta? Gần 7 giờ, 6 giờ 45. Ở đây rất là nhộn nhịp luôn. Bên đây với bên này chung không? Hai bên giống như vậy nha anh. Bên đây với bên này chung không anh? Riêng hả? Ở bên này. Dạ mặn hay chai anh? Ăn bánh xào mặn hay mà chai hả? Mặn 40 chai 30. Mặn 40 chai 30. Một cái nha. Chai đi ra tới đây rồi. Thì là cho anh hai dĩa đi. Dĩa mấy cái? Dĩa hai cái. Dĩa hai cái hả? Hai cái ăn hết rồi trời. Dĩa bánh hai dĩa đi. Bên đây còn chú ngủ đây đông quá nè. Mọi người tối nay là ngủ tập thể, ngủ võng và ngủ trên kia. Đông quá nè, đi nguyên đoàn thấy đông vui ra luôn á. Vậy anh trai đổ bánh xèo nè. Ở chỗ ngủ của mình là có phòng riêng không em? Một phòng riêng vậy là giá nhiêu? Hai người hết cơ. Dạ hai người cô. Hai người 200 là nhà vệ sinh trong luôn ha. Dạ. Còn tập thải. À, ngủ ở tập thải, ngủ ngoài thì 30 một người. Dạ. Đừng quay em hả? Đổ tự nhiên đi. Trời anh quay em đổ xèo mà có gì đâu. Chạy luôn rồi, ngại quá ngại rồi. Hiện tại là hai anh em mình đang ở gần ngay vào bồ hông, ghé đây ăn bánh xèo xíu rồi hai anh em mình đang tính. Đây hai dĩa bánh, hai cái bánh xèo tương. Quý quý hên nè, hai ngày xưa hai cái bánh xèo là tương giống là cá. Đây còn đây là dĩa chén mắm quá trời ngon luôn quý vị. Anh lại biết mắm để ớt rồi cả đống luôn. Sao dọn không ngon không? Còn cái nhìn trong cái hả? Wow, có giá như giá như là sườn non. Sườn non hả? Có giá sườn non rồi hả? Ừ. Hết rồi hả? Hết rồi. Còn cái dưới thì có rồi. Chẳng là vậy thôi. Chỉ là giá với sườn non. Đây là dĩa rau bánh xèo. Ăn hơi bị mặn rồi. Thì lúc đi khắp hương quay ở dưới trên núi, ở dưới chùa Vạn Linh á, thì đi khắp hương ăn bánh xèo mặn. Bánh xèo mặn thì một cái 25.000, một dĩa là 50.000. Thì cái nhân rất là nhiều luôn, gồm có thịt, rồi giá, rồi đậu xanh, rồi tép nữa. Đi khắp quê hương mời cô chú anh chị và các bạn mình dùng bánh xèo buổi tối nha. Xong rồi sẽ qua bên điện Mùa Hồng để cúng. Đây là hai cái gỗ đi khắp hương.
4 cái 60 hả? Là một dĩa 30. Cái có 15 rồi ha. Dạ. Vậy là sau khi ăn bánh xèo xong thì hai anh em mình đi lên điện Bồ Hông tham quan vào buổi tối chút xíu. À, hồi nãy thì em trai nói với mình lộn giá rồi, hoặc là mình đã nghe nhầm giá rồi. Thì một cái bánh xèo là 15.000, bánh xèo tương là 15.000. Một cái, một dĩa, hai cái là 30.000 một dĩa. Hai dĩa là 60.000. Mây mù, sương mù quá tràn luôn. Đây trên điện Bồ Hông vẫn có cô chú đang ngồi đây. Hình ảnh mờ mờ là do sương mù á cô chú anh chị và các bạn. Sương mù trên đỉnh núi Cấm hiện tại dày đặc luôn. Lên cúng đi. Ủa, vậy tối ngủ đây phải không? Dạ tối ngủ đây. Ủa anh chịu hả? Bây giờ anh đang cúng hả? À, chịu thấy anh quải cái bà gì bự quá bự rồi. À, cái đó là mình đựng cái gì anh? Đựng mấy đồ cúng ha. Mấy đồ cúng ở đây nè. À nay mình tự nấu ha, tự trái cây đồ gạo muối rồi đầy kia nước rồi. Dạ. Cúng ba đổ này thì quải một giỏ đó. À. Bên núi tôi cúng không là 16 giỏ. Lâu quá rồi, không đi rồi. Rồi bây giờ dạ. Có mười phương chư Phật, rồi trăm quan trăm họ, trăm quan cụ thần, chiến sĩ. Cũng đi hoài luôn, không được. Rồi em qua kia ha anh. À. Dạ. Không đi cũng không được, không đi ở nhà. Trời rồi anh cũng... Cũng ngủ ở này không? Dạ em ngủ ở chỗ Thanh Phương vậy. Phượng Hồng. À. Mỹ dưới hả? Dạ. Ủa sao mình ngủ trên này cho nó gần? Thôi đi, đâu gần xa gì. Cũng cái bên nè. Khuya rồi, 12 giờ khuya lên đây. Tự chân ngủ rồi lộn tới đây. À, 12 giờ là anh có lên không? Lên chứ. Rồi vậy là 12 giờ anh em mình gặp nhau nữa ha. Cúng đây đợi chị đồng kinh rồi qua như cúng nữa. Dạ. Nên mẹ Phật mẫu duy trì. Sau khi ăn bánh xèo xong thì đâu đó khoảng 19 giờ 18 phút, là hơn 7 giờ tối, hai anh em mình sẽ đi dạo một vòng ở điện Bồ Hông cúng vái xong thì tối nửa đêm hai anh em sẽ ra nữa khoảng 12 giờ. Khi bên đây mình sẽ qua bên Củ Quyền nè. Đây là trên Củ Quyền đông với ta. Hồi nãy có cô chú cúng trên đây đông lắm nè, giờ đi khắp quê hương, cô chú đi xuống bớt rồi đi khắp quê hương mới ghi hình. Bạn của đi khắp quê hương đang cúng, ở đây là trên Củ Quyền Trăm Họ ở Dồ Bồ Hông.
Hiện tại là 12 giờ đêm, 12 giờ đêm trên điện Bộ Hồng, mọi người lên cúng rất là đông luôn. Giờ này trên điện Bộ Hồng thì sương mù dày đặc. Cô chú ở đây cúng rất là đông, giờ trời tối nên mới quay không rõ. Các đoàn có cô chú anh chị đang lên cúng, như đi khắp quê hương đã coi đồng hồ thì giờ này là 12 giờ hơn rồi. Dạ. Sát bên xứ nhà là không biết trời. Ở sát bên xứ nhà luôn. Em biết rồi đó, biết mà hai đó, giờ biết mà hai rồi em hỏi nó xíu bây giờ. Thầy đi khắp quê hương đang đi qua bên chỗ của quyền Hách Tổ chăm họ. Anh trai cũng xong đó hả? Kể nghe lời quá kìa, đi theo kìa. Đi theo về nhà luôn con.
Nè lên xuống đó con. Đây. Đó. Rồi xong. Xuống rồi con, xuống rồi. Dạ, xuống. Hiện tại thì trên đây mây và khói kết hợp tạo thành một không khí rất là mờ mờ ảo ảo. Mọi người giờ này đã cúng xong và quay và trở lại phòng ngủ. Thì mọi người can lúc ở 11 giờ mấy gần 12 giờ đó, mọi người sẽ tranh thủ lên đây cúng. 12 giờ hơn là mọi người đã cúng xong rồi. Đi khắp quê hương thì lên chở hơn xíu, cỡ 12 giờ xuất phát thì lên đây cô chú đã cúng xong rồi đi về. Trên lúc đi khắp quê hương đi lên thì cô chú đang trên đường đi về. Giờ này là 12 giờ hơn rồi mà cô chú cúng cũng xong rồi đi về. Thì một số phần căng lên thì có mà đi khắp quê hương không có tiện ghi hình gì nhiều. Thì hương giờ này thì mọi người cũng biết là địa điểm tâm linh đó. Thì mọi người hay sẽ lên cúng vào lúc nửa đêm như vậy nè. Lúc mà đầu giờ của bắt đầu một ngày mới á, lọt qua cỡ 12 giờ đêm là mọi người đã cúng gần xong. Thì một số phần căn có thể lên, như hồi nãy thì đi khắp quê hương quay có ông Khỉ, ông Tài lên. Thì hình ảnh quay vào buổi tối cứ mờ mờ ảo ảo kèm theo là sương mù nữa, nên không rõ nữa, thì cô chú anh chị và các bạn thông cảm cho đi khắp quê hương. Có lẽ clip của đi khắp hương xin phép được kết thúc tại đây. Thì mong cô chú anh chị và các bạn nếu thấy clip của đi khắp hương có ý nghĩa thì xin cho đi khắp hương một đăng ký, một like và để lại một bình luận để đi khắp hương
có thêm động lực ra những video tiếp theo. Thì Lai Gai đi khắp vườn thấy Lai Gai cũng có những cô chú đi lên sao cúng sao, do hồi nãy đông quá mọi người không có lên một lượt.